chà còn giỏi thiệt đó nha nếu chúng ta muốn thắng á phải nhổ cỏ tận gốc tới một lời xin lỗi bà ta cũng không nói được bà ta tệ hơn anh nghĩ rất nhiều <laughs> xin lỗi sao phải rồi em cũng từng hy vọng như vậy hy vọng ít nhất bà ta sẽ nói là xin lỗi khi ba em qua đời dù gì thì ông cũng đã quay video nhắn nhủ tụi em đừng hận thù bà ta nữa em cũng đã cố gắng hết sức để không căm hận bà ta nè không được con phải để cho bà ta nhận sự trừng phạt nếu bỏ qua bà ta sẽ nghĩ mình thắng đó vì con không muốn cứ phải mang theo hận thù mà nấu ăn thôi oh, còn nói vậy cũng đúng chúng ta phải luôn phục vụ thực khách với tấm lòng biết ơn mới đúng rồi mọi người cố lên những lúc như thế này chúng ta nên mở tiệc ăn mừng tiệc hả hả à, ý, ý kiến này hay đó nha mở tiệc đi chào chúng ta ở đây không có gì nên không tổ chức được hay là tới nhà hàng của bác bóc e đi ha ở đó không có khách đâu, chỉ có rồi thôi à? Ui, 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 <laughs> ý kiến rất là hay, đi thôi. bữa hôm nay anh sẽ đãi mau đi thôi. đi thôi. Chúng ta mau lên đi đi thôi. Thôi, thôi. để đi thôi. bữa nay rủ nữa mà. <cười> <cười> cô ta điên rồi, dám cạnh tranh trực tiếp với mẹ sao? <laughs> đúng vậy. lúc biết tin con cũng giật mình. con không tin nổi cô ta dám mở thêm nhà hàng ở đó. cô ta nên biết tự lượng sức mình chứ. cô ta dám mở nhà hàng ở đó sao? vậy nên nhiều người mới bị phá sản đó. Im In Hi cũng cứng đầu và ngu ngốc y hệt như ba của cô ta. Được rồi, nếu như muốn cạnh tranh thì cạnh tranh đi. À, Lee Qu đúng là một kẻ bẩn thỉu. Hắn đã mua lại toàn bộ tòa nhà của chúng ta. Con đừng có lo lắng. Có một điều chắc chắn là mẹ nấu ăn giỏi hơn cô ta. Mang cho tôi canh bò hầm của nhà hàng mới tới đây. Nhưng nhà hàng đó vẫn chưa mở cửa. Họ có chi nhánh ở chỗ khác mà. Đi mua rồi mang lên đây cho tôi. mẹ phải ăn thử mới được em vô đi thời tiết mùa xuân vẫn còn lạnh lắm em biết rồi yeah. anh đã mua lại các tòa nhà mà chúng tôi bán <laughs> thật xấu tính thu mua lại bất động sản giá rẻ là việc làm ăn chân chính Nhà hàng ấy khách không người ra vào cũng cho thấy bà bác quản sợ lung lay gì hết. Vậy sao anh Xúc Chin lại dội vàng bán rẻ bất động sản vậy? Mẹ anh có chuyện gì cần tiền gấp hay sao? Vì tai nạn của anh đúng không? Chúng tôi chưa bao giờ đồng ý hòa giải sao mẹ anh đã bán nhà vậy? Không lẽ gia đình anh cần tiền để bịt miệng nhân chứng hay sao? Không phải là chuyện của cô. Việc kinh doanh của nhà tôi lớn hơn hai người nghĩ đó. Đúng là lớn tôi nghĩ bà Hoàng cho dai nặng lãi. Gấu đen trơn đâm đông, đó đều là việc dành của mẹ anh. Đáng nể thật. Nếu biết rồi thì cẩn thận đi. Đừng có mua lại tòa nhà của chúng tôi nữa. Cô lấy đâu ra tự tin mà dám tới đây mở nhà hàng vậy? Cô điên hả? Tôi tự tin vào đồ ăn mà mình nấu ra. Được lắm, vậy thì tốt. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn khi cô là người khơi mào chiến tranh trước nữa. Cô cứ tới thử coi, tôi sẽ không ngồi yên đâu. À, còn nữa, Tôi chưa từng thấy ai làm ăn kinh doanh mà chưa nhúng trạm. Đồ khốn không biết xấu hổ. Đúng là đồ xấu xa. Thôi bỏ đi. Hắn ta không đáng đâu em. À, vậy là hiện giờ Sơ Súc Chiên đã chính thức hiệu chiến với ba rồi hả? Hình như anh ta rất tức giận trước việc chúng ta thu mua lại mấy tòa nhà. Đã vậy chị Ưng Hi còn mở nhà hàng mới ở đó nữa chứ con thấy rất là hạnh phúc nhẹ cả người luôn đó ba ừ, con dâu ba đang bắt đầu một cuộc chiến khốc liệt đó nhớ giúp đỡ nó dạ con đã thuê một đầu bếp nổi tiếng ở khu đó làm quản lý nhà hàng rồi Mà không cần phải lo lắng vậy hai người định quảng cáo trên phương tiện truyền thông báo đài và tờ rơi kiểu gì đây còn phải quảng cáo trên xe buýt và tàu điện ngầm nữa chứ ừ. anh đang chuẩn bị đi nhà hàng cũng sắp mở cửa rồi việc buôn bán cũng sắp bắt đầu nên cần phải chạy quảng cáo một cách thật là hợp lý chuyện này để em lo cho không lẽ con đã có ý tưởng gì rồi hả con đã từng học qua marketing trong lúc chuẩn bị ra mắt thương hiệu mỹ phẩm mới anh biết rồi vậy em lo đi quảng cáo cho tốt vô nha em sẽ quay một quảng cáo khiến cho bắt bốc e xem rồi ngất xỉu không dậy nổi trong vòng 4 ngày <laughs> còn nói cái gì Có quảng cáo như vậy sao ôi trời ơi bà rất mong chờ à <laughs> dạ Bà cứ chờ coi Nhưng mà sao Trung hôn vẫn chưa tới Nó kêu mang tài liệu phim mới tới mà Đây nè Con mang tới giùm anh ấy Anh ấy nói là có việc gấp cần phải làm Việc gì mà gấp tới như vậy Uhm. À. Ủa, anh Chào mừng em Chúc mừng em khỏe lại và được ra viện Ủa, em còn phải họp hả Chờ em chút nha Đây là trang chủ khai trương vào ngày mai. Nhìn chất đẹp và thoáng nữa. Nhớ làm sao để cho mốt sự kiện về các sản phẩm chính nổi bật một chút. Còn nữa, video quảng cáo sản phẩm ở chỗ nào vậy? Chúng gì? tôi để ở cuối màn hình. Làm rất là tốt. Giờ chúng ta cần tổ chức các sự kiện offline. Nên hãy chuẩn bị một bản dự toán nha. Dạ, tôi biết rồi. Ờ... Còn đây là bản kế hoạch dòng phấn má hồng mới. Đồ ẩm và điểm nhấn của sản phẩm này. Hạt phấn hút ẩm tối đa cho nên thích hợp sử dụng vào mùa xuân ẩm mốc và mùa hè nóng đực sắp tới. Xin giám đốc xem qua. <laughs> Sao anh để cái này ở đây vậy? Thì để em nhìn vô mỗi khi mệt mỏi và vui vẻ lên đó. Sau khi em đi du lịch rồi quay về lại, anh đã có ý định muốn chào mừng và chúc mừng em như vậy rồi mà. Nhưng vẫn chưa có cơ hội. Lúc thì em gặp lại ba. Lúc thì lại bị tai nạn. Rồi ba em lại qua đời. Đúng là như vậy. Anna. Anh biết em từ lúc còn là xô chung. Tuy giờ em đã là Anna. Nhưng dù em có là ai, thì đối với anh em mãi là nữ thần. <laughs> nữ thần hả? Lại nói lung tung nữa rồi. Với anh em là như vậy mà mình có thể tới gần cô ấy không? mình chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi, nhờ ba cô ấy hỗ trợ nên mình mới được đi học. cô ấy nên gặp ai đó. Dạ một chút đã. Anh đang khen em nhưng mà em lại cảm thấy không đúng chút nào hết. Ý của anh là em từng là nữ thần trong lòng của anh nhưng mà bây giờ không còn nữa. N nè, em nghĩ anh sẽ nói như vậy thật sao? Vậy thì là cái gì đi? Đừng có úp mở nữa mà nói thẳng ra luôn đi. <laughs> Nếu bây giờ anh không hỏi em chuyện này, chắc chắn anh sẽ hối hận tới chết. Nè Imena, giờ em hãy trở thành bạn gái của anh đi ha. Anh đang nói gì vậy? Anh đang ra lệnh cho em hay là hỏi em đi? C ờ, cả hai. Ờ, ờ, đó là những gì anh muốn nói. <laughs> ừm thơm thật đó anh chỉ có ba cơ hội thôi Hứ? nếu anh làm em giận ba lần thì chúng ta chia tay ờ ờ anh anh biết rồi nếu em nếu em à làm anh giận ba lần thì 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 chia tay <laughs> em biết rồi nhớ chăm sóc cho em đó ờ à... đây là gì vậy ơn hy đã có hai chiếc nhẫn nhẫn chị em và nhẫn cưới với gân ngu nhưng em mới chỉ có một cái mùa hè cũng sắp tới rồi nhưng mà anh thấy em vẫn mặc áo dài tay ờ à, là gì vết phỏng trên cổ tay từ giờ em hãy đeo cái này để che lại đi <laughs> cảm ơn anh nha à, à, ờ giờ, giờ anh anh phải đi rồi anh còn rất là nhiều việc ờ à, tạm biệt nha Ba ơi Con được tặng quà rồi nè <laughs> <Yeah. Woo>. <cười> <Chà>. <cười> <cười> um. Ờ gần vu anh đây Nhìn kìa <laughs> Làm sao Thành công rồi hả Chúc mừng anh nha Nè kế hoạch của cậu cực kỳ hiệu quả, đặc biệt là dòng tay. Erna hoàn toàn bị cảm động luôn. Nếu biết ơn thì mau về đi. <laughs> Chúng ta còn rất nhiều việc nè. Dạ, dạ, dạ. Tôi sẽ về liền. <cười> <cười> ngân hàng niềm tin. Dạ. Ngân hàng chính của tập đoàn H là ngân hàng niềm tin. Mẹ biết ai ở đó không? <laughs> tất nhiên là mẹ biết hết tất cả mọi người ở đó. Họ dây nặng lãi sao? Mà thôi, bỏ đi. Chuyện này để mẹ tự điều tra. Mẹ biết rõ mọi thủ đoạn của mấy kẻ chịu trách nhiệm dây tiền cho các tập đoàn lớn như vậy. À, dạ. Còn nhớ báo cáo, bên vệ sinh thực phẩm tới kiểm tra nhà hàng của cô ta thường xuyên. Dạ, con đã kêu họ hãy tới kiểm tra tối hôm nay. Dịp Tết năm nào mẹ cũng phải qua lại biếu xén cho bên đó không ít tiền. Vậy nên tụi nó sẽ làm theo lời của con. Cứ đưa danh thiếp của mẹ ra là được rồi. Dạ. <laughs> Im ân hi. Sao cô không biết tự lượng sức mình mà dám đến tận đây đấu tay đôi với tôi chứ? Tôi sẽ cho cô chết thảm giống như ba cô. Đó là gì vậy? <laughs> Dòng tay đó chị. Có đẹp không? Em được người ta tặng đó. Ồ, Trung Huân tặng hả? <laughs> ừ tụi em đã quyết định hẹn hò rồi <laughs> Tốt quá rồi <laughs> Em nói á, nếu như anh ấy làm em giận ba lần Thì sẽ chia tay Rồi anh ấy bắt trước em <laughs> Đúng là độ số tính uhm, Anh ấy làm vậy là đúng Em đó cẩn thận nghe chưa Đừng có cơ sở vô tâm làm anh ấy giận đó Càng nhìn chị càng thích anh ấy Chị phải khuyên anh ấy không nên nhường nhịn Và chiều chuộng em quá mới được Chị à gì, gì? Em thấy chị có nói sai chỗ nào không Mà em dám nhìn chị như vậy hả Thiệt là <laughs> <laughs> dạ con nghe cô à, sao kiểm tra vệ sinh à, nhưng hôm bữa họ mới tới rồi dạ dạ con biết rồi cô con sẽ tới ngay đây dạ dạ nữa hả có gì đó đáng ngờ lắm chắc sơ số chinh là bài trò kêu họ tới đó vậy sao không kêu họ sống luôn ở đó đi chị ơi cố lên Anh là ai vậy? Tôi chưa bao giờ gặp anh, không giống người từng tới trước đây. Biết tôi là ai rồi, thì cô định làm gì? <laughs> Sao mà có thể kiểm tra vào giờ, giờ buôn bán được chứ? Anh nhìn đi nè, bên anh mới tới kiểm tra và ký 15 ngày trước thôi. Ra ngoài đi, nếu cô còn tiếp tục ở đây là phạm tội cản trở đó. hả? Cô ơi! Cô là chủ ở đây hả? Phải. Sở thích của chúng tôi là vệ sinh sạch sẽ Nên anh nhớ báo cáo Thật chính xác với cấp trên nghe chưa Dễ chứng nhận Rồi Họ lại tới kiểm tra sao Cái thằng khốn sơ xuất chinh này Anh biết rồi Em làm gì vậy Đang chuẩn bị phản công anh ngủ ngon nha Em sẽ kêu chị ấy gọi lại Có được không? Cứ làm theo lời của dì ha ừ, Nghe cũng vui <laughs> Nhưng mà dì nghĩ một mình con vẫn chưa đủ Còn ai nữa ta? Con biết ai xinh hay không? Chị gái xinh đẹp hả? Con biết chị Yuri Yuri sao? Dạ, sẽ chụp cùng với Hai Yun. Yuri chưa làm bao giờ chỉ là chụp hình thôi mà. tôi nghe nói Yuri đã giúp đỡ cho hai Jun rất là nhiều khi thằng bé bị bệnh. tôi muốn để hai đứa chụp ảnh chung với nhau. tôi không nghĩ Mi Suk sẽ đồng ý chuyện này đâu. đây là hợp đồng làm đại diện quảng cáo cho chúng tôi. ờ à, ờ, à, dạ. hả? Ừ. À, Yuri còn chưa có kinh nghiệm mà khoản phí này. cứ nói với Mi Suk á là cá nhân tôi đặc biệt tới đây để nhờ cô ấy giúp đỡ. ờ à... Tôi không biết nói ra chuyện này có đúng không Nhưng Mì Súc đã từng muốn tới Đám tang ba cô để thăm viếng Và chia sẻ mất mát với hai người Nhưng mà tôi đã ngăn cô ấy lại à, Thật vậy sao Bất ngờ thật đó Mì Súc luôn cảm thấy rất có lỗi với hai người Tuy cô ấy không thể nói ra được Nhưng mong cô hiểu cho Dạ Anh hãy nói lại với cô ấy là tôi hiểu mà Ừ cả Yuri nữa hả? Ừ. Đây là chủ đề đạo diễn đã gửi tới nè. À, chị có xem cũng không hiểu được. Em cứ xem rồi quyết định đi. Ông ấy là thợ chụp ảnh quảng cáo cho mỹ phẩm của tụi em. Rất có tài. Chị có thể tin tưởng ông ấy. Ừ, được rồi. Cứ vậy đi ha. Dạ. Ừ, Nga sao? Em nên làm gì đi? Mẹ của em chắc chắn sẽ phản đối. Nhìn thấy cái hợp đồng này, Khiến em thấy như mình và Yuri đang dần dần thoát ra khỏi cái bóng của mẹ em vậy Cảm giác thật kỳ lạ Vậy thì làm đi Thật sao? Dù sao thì nhân vật chính vẫn là Hayun Anh nghĩ em không nên dính vô mấy chuyện của mẹ em Đúng vậy ha Vậy em nhận nha Ừ Còn chuyện này nữa Lúc ở Na tới đây anh đã nói là Em cũng thấy rất là có lỗi khi ba của họ qua đời Anh nghĩ là nếu để lâu Thì lời nói đó cũng chẳng có ý nghĩa gì Ừ Anh nói rồi sao? cảm ơn anh em thật sự muốn chị ân hi biết điều đó con đi học về rồi mẹ ơi hai Duân đã gửi tin nhắn cho con nói là con và em ấy sẽ chụp ảnh cùng với nhau hai Duân nói vậy là sao mẹ yuri à con sẽ làm người mẫu đó hai Duân cũng sẽ tới đó con muốn đi cùng không dạ nếu có hai Duân ở đó với con thì con sẽ làm <laughs> Giờ ha Jun Con hãy nhìn à. vô ống kính này nha Rồi còn còn cái việc ăn ha à. Đã hiểu chưa Bà chủ dạ. lên Dạ, đến. dạ. À, Con thấy lo quá Cô cũng vậy Yuri ơi Nếu mà ăn thật thì hai người sẽ không chụp được đâu Cô giả giờ ăn uống thôi Dạ thưa tiền bối ừ, Xin hãy giúp đỡ Làm sao mà giả giờ <laughs> ăn được Chị chỉ muốn ăn thôi Vậy thì chị không chụp ảnh được đâu thần kỳ thật đó sao hà vinh có thể tự nhiên trước ống kính như vậy ừ. cháu hoàng của con đã lớn thật rồi mà ân hy á nhìn cũng tự nhiên rồi đó đúng vậy không bắt đầu ăn đi ăn đi rồi tốt lắm tốt lắm nhìn qua đây nè mọi người mọi người à đừng chỉ ngồi đó và ăn phải âm um... ờ à... yuri à con lo lắng hả Dạ yeah. Con có việc ăn như bình thường thôi Đừng có lo lắng sẽ không sao đâu Cố lên Dạ uh. dạ uh, yeah. yeah. oh. Rồi chúng ta tiếp tục Dạ yeah. yeah. Cười lên nào <cười> Đúng Làm tốt lắm Chà, Dễ thương ghê á <laughs> Nhìn qua đây đúng rồi đúng rồi đúng như vậy Một lần nữa nha Ừ Đúng nè, rồi nhìn đi hai vuông sao dạ thằng bé không còn là hai vuông trước đây nữa thằng bé cực kỳ tự nhiên và chủ động trước máy quay luôn đó thật vậy hả thằng bé được nuôi dạy rất là tốt nên chị không cần phải lo nữa đâu cứ tập trung vào sự nghiệp diễn xuất của mình là được rồi cảm ơn gì đã nói cho chị biết khi nào phát thờ rơi thì nhớ đưa chị xem nha dạ em biết rồi <laughs> hôm nay cô tự nấu ăn sao <laughs> dạ từ ngày vẫn còn là một diễn viên dí thì dù bận rộn tới đâu tôi cũng tự mình nấu ăn hết <laughs> căn bếp này nhìn rất sạch sẽ và ngăn nắp cũng do cô dọn hết sao à. À, tất nhiên rồi <laughs> à. À, có lẽ do tôi đã theo con bé từ khi nó còn là một diễn viên ní, nên cha cung cũng đặc biệt quan tâm tới tôi. Khi về tới nhà, con bé luôn kêu tôi đi nghỉ, <laughs> cứ để đó nó làm hết việc nhà. ơi trời, con bé đúng là hiếu thảo. <laughs> tôi luôn cảm thấy rất có lỗi khi mẹ tôi phải đi theo suốt ngày, cả em trai tôi cũng vậy nữa. <laughs> Cái gì vậy chứ? Thông cảm đi chị ấy phải nói theo chủ đề mà Nhưng mà chị ấy có thể nói dối trắng trợn như vậy được sao à, Đi đường này <laughs> Nè, đâu phải nói dối Con bé cũng tự nấu ăn còn gì Chỉ là nó không nhớ lúc nào thôi <laughs> Mẹ là tuyệt nhất Vậy nên con mới thích mẹ nhất đó mẹ à Ồ, thật là hết nói nổi à, Bây giờ mọi người tập trung lại để chúng tôi chụp hình Em trai và đây là À, đây là con dâu tôi Gia đình chúng tôi toàn là người đẹp đúng không <laughs> Dạ đúng là vậy Mẹ à, câu nói đó Mẹ phải để phóng viên nói chứ à, không sao đâu Đúng là gia đình toàn người đẹp không ha Đặc biệt là bác đây người đẹp hoàn hảo từ trong ra ngoài <laughs> Nghe thấy chưa Nếu mẹ trẻ ra dài tuổi Thì không ai nhìn tới mấy đứa đâu <laughs> à, đúng rồi Chúng ta mau chụp thôi Còn nữa gia đình tôi không chỉ có bốn người mà bây giờ đã có năm người rồi đừng nói đừng nói mà gì còn hạt vẽ nữa mà tôi còn mơ thấy cả đứa bé nữa đó đâu có ai hỏi chuyện đó à, 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 chúc mừng anh chị hãy cười thật tươi để chụp ảnh nha dạ à, dạ mau qua đây qua đây con đứng ở đây xong rồi chuẩn bị à, xong rồi một hai cười lên cười, cười, cười lên, lên cười lên cười nha trước, mẹ đà, cười dạ, lên. Dạ. một hai được tốt quá rồi à, một lần nữa một hai rồi, hình chụp rất đẹp. Dạo này chủ tịch Ly đã phải bỏ ra một số tiền rất lớn. Thật hả mẹ? Ông ta vừa phải dây một khoản tiền cho đài truyền hình. Đúng vậy. Con nghe nói là ông ta đang thay đổi thiết bị, còn chuẩn bị xây dựng một tòa nhà mới nữa. Thì ra là như vậy. Liệu chúng ta có thể cản ông ta không vậy? Chúng ta phải gây càng nhiều áp lực cho ông ta càng tốt. Công ty của ông ta có thể lớn hơn, nhưng đế chế nào cũng có thể sụp đổ chỉ vì một sai lầm nhỏ bé bằng mọi giá chúng ta phải tìm được điểm yếu của ông ta dạ yeah. khi nào nhà hàng của nó mở cửa vậy cuối tuần đó chắc là giờ họ đang chạy quảng cáo quảng cáo thì có tác dụng gì chứ quan trọng là thức ăn đúng là một lũ ngu ngốc giám đốc à có chuyện gì vậy tôi thấy tờ rơi quảng cáo này được phát uh, ở trước cửa hàng Đây là... Mẹ Sao nó dám dùng cháu của mẹ Ôi trời ơi Chuyện này không thể nào xảy ra được Ông trời thật là quá bất công Sao nó dám dùng cháu của mẹ chống lại mẹ chứ Mẹ tuyệt đối Không bao giờ tha thứ cho nó Trời ơi Hà Dương nhìn đẹp trai quá đi mất em cũng giỏi thiệt luôn á Chị thích lắm đúng không <laughs> Tấm hình này á sẽ tràn ngập các xe buýt nhà ga và biển quảng cáo nữa Em cũng sẽ sớm cho đăng bài báo về việc à, Diễn viên nhí Ha Yun vừa nhận được quảng cáo Ngay sau khi hồi phục sức khỏe Sao em có thể nghĩ ra ý tưởng này chứ Đơn giản vậy thôi mà <laughs> à, Giờ chắc là Bắt bốc e đang tức giận phát điên lên <laughs> Đúng vậy chắc bà ta đang tức lắm Ôi, Cho bà ta tức chết luôn <laughs> ơi trời đất ơi, thằng bé đúng là có năng khiếu bẩm sinh đó nha. <laughs> dạ. Ừ. Trước đây con cứ nghĩ việc chụp ảnh á, chẳng có gì hết, nhưng mà sau khi trải nghiệm rồi mới thấy được á, việc chụp ảnh này đúng là không dễ chút nào hết. <laughs> Tất nhiên là những việc này á không có dễ rồi, một ngày nào đó nó sẽ phải tới tận đây. Mà cảm ơn mẹ nó vì đã được di truyền năng khiếu diễn xuất bẩm sinh đó. Con <laughs> nhớ nói cho nó biết đó nha chưa? <laughs> Tài năng đó mà không có ân à. hi nuôi dưỡng thì cũng đã sớm bị chôn vùi rồi Mẹ có muốn nghe con nói tiếp hay là không? Thôi được rồi, đừng có nói nữa <laughs> Ủa mẹ, mẹ định đi đâu vậy? <laughs> đi hội họp mẹ của diễn viên nhí <laughs> Lại nữa hả? Nè, mẹ vừa được ăn ngon lại được chọc tức bà ta Diễn cả đôi đường còn gì <cười> <cười> Tính cách này của mẹ đúng là Cực kỳ hợp với con hôn luôn đó. Mẹ nhớ chọc tức bà ta nhiều vô Con Không cần phải nhắc đâu, đó là sở trường của mẹ mà. Mẹ ơi, cố lên. Chúc mừng bà, cuối cùng cũng bị quả báo. <laughs> Nếu đó không phải quả báo thì tôi cũng không biết là gì nữa. Bà không những đã mất hai vuông mà bây giờ ơi, nó còn quảng cáo dùm ưng hi nữa hai người, đúng là không đội trời chung Nếu ha. bà tới đây để ăn thì ăn rồi mau về đi. Ừ, thì tôi cũng đang định đi đây. Tôi tới là vì muốn ủng hộ cho bà, nghe nói dạo này nhà hàng không có khách, <laughs> mà đúng là không có thật nha. Truyền thông bây giờ á đúng là không thể đùa được đâu, đúng không hả? Bà mau biến giùm tôi đi, bà không có nên cư xử với tôi bằng thái độ đó nếu còn muốn nhờ tôi khuyên nhủ cha cung giùm bà chứ. Không phải là bà muốn nhờ tôi khuyên cha cung từ bỏ diễn xuất và bay sang nước ngoài định cư cùng với xúc Jin hay sao? Dạ. Tôi xin bà giúp tôi, vậy bà nên ăn nói cho tử tế với tôi đi chứ. <laughs> Tôi sẽ nói với cha cung giùm bà Và khi gặp hai Duân cũng sẽ nhắc thằng bé nữa Hãy nhớ tới bà nội của mình Không cần đâu Người lớn mà cứ bắt trẻ con ngây thơ vô tội Làm việc theo ý của mình là không được Ôi Trời, bà nói sai rồi Ba của Im Ưng Hy mất 20 năm cuộc đời Rồi cuối cùng lại ra đi Đứng trên lập trường của cô ấy thì có gì quá đáng đâu chứ <laughs> à, Bà không cần phải nhìn tôi chầm chầm như vậy đâu Chắc mọi người cũng đã tới rồi Nên tôi phải đi đây Bà cũng đừng có tức giận quá làm gì Nếu bà mà ngã bệnh như ba của ân hy á Thì thật bất công <laughs> Hình chụp đẹp ghê Mẹ ơi, con đẹp không? Con nghĩ nếu như làm lại con sẽ làm tốt hơn Ừ, yuri rất có năng khiếu lần đầu nhưng mà con làm rất tốt dạ chú dạy cho con đi lần sau con muốn làm tốt hơn nữa <laughs> mẹ ơi mẹ sao vậy vì bà ngoại hả chắc là tối nay chúng ta phải dọn đồ ra khỏi nhà rồi vậy em về một mình đi đừng đưa yuri theo không được đâu con không thể để mẹ xử lý rắc tới một mình được cảm ơn con nhưng mà hôm nay mẹ sẽ tự về nhà một mình Đừng mà mẹ Con sẽ đi cùng với mẹ Chuyện này là do con muốn làm nên mẹ mới đồng ý thôi Để lần sau đi <laughs> Ha Jun không muốn chụp hình quảng cáo một mình Cho nên mới rủ Yuri chụp cùng Biến ngay đi Cô không <laughs> phải là con của tôi Chứng kiến Ha Jun làm mẫu chụp hình quảng cáo cho tụi nó tôi đau lòng lắm mà cô còn để cho Yuri chụp hình chung nữa. Sao cô có thể để cho con cháu của tôi chụp ảnh quảng cáo cho cái nhà hàng mà tôi luôn muốn tiêu diệt nó? Mẹ à, con xin lỗi. Nhưng mà mẹ đừng làm như vậy với chị Ân Hy nữa. Cái gì? Cô kêu tôi đừng làm gì hả? Con thật sự cảm thấy sợ đó mẹ à. Mẹ đang làm chuyện sai trái đó, cả anh cũng vậy nữa. Hãy mau dừng tay lại đi, và tới xin lỗi nhà họ. Còn lâu, đây không phải là chuyện của em. Anh à. <laughs> em mau chuyển ra ngoài đi. Đúng vậy, tôi không quan tâm cô ở phòng trọ lớn hay là nhỏ đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi nữa biến đi cô không phải là con tôi mà là kẻ thù tới lúc em chuyển vào căn hộ đó rồi hả còn anh anh sẽ sống tiếp với mẹ à ít nhất phải còn một người ở lại em cứ đi sống thoải mái đi nhưng lần này em làm vậy là sai rồi Lần sau đừng như vậy Đừng có liên quan gì tới gia đình im ơn Hi nữa Đó là điều tối thiểu em có thể làm gì mẹ mà Nếu như anh xin lỗi Hayun có tới và chụp hình Đừng nói linh tinh nữa Hayun à Chuyện này là sao vậy chứ Cháu nội của bà không nên làm như vậy đâu. Im ơn hi. Sao cô dám dùng cháu của tôi chống lại tôi chứ? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Liên tục có người tới để kiểm tra an toàn vệ sinh. Chuyện này chắc chắn là do sơ xúc chinh sắp đặt. Nhưng mà chúng ta vẫn vượt qua được. Ừ, vậy là tốt rồi. Sao vậy ba? Ngân hàng đã liên lạc với ba. Họ nói Park bok e đang âm thầm tìm hiểu và điều tra chúng ta. <laughs> Đúng là bà ta rất giỏi việc này mà. Còn sơ xúc xin đã dừng rao bán mấy tòa nhà kia rồi. À, bây giờ không thể liên lạc được với gia đình lái xe nô. Chuyện này càng ngày càng đáng nghi ngờ. Điều này chứng tỏ ngày hôm đó người lái không phải là tài xế nô Nếu không thì việc gì gia đình anh ta có phải trốn tránh như vậy Vậy thì chỉ có bắt bốc e Hoặc là sơ xuất chinh là thủ phạm Vì Dù là ai cũng phải bắt chúng nhận tội Điều tra thật kỹ vào Dạ yeah. Bà sẽ tới lễ khai trương nhà hàng với con chứ Tất nhiên rồi Trước nay bà vẫn luôn muốn đầu tư kinh doanh nhà hàng mà Ba còn là một tín đồ của món bò hầm cây nữa đó Con biết mà ba Xác nhận <cười> <cười> Thật vậy sao dạ con đột nhiên phát hiện ra thôi anh ta đã từng là giám khảo trên chương trình cuộc chiến ẩm thực hàn quốc sao ừ. dù nổi tiếng nhưng chú ấy dẫn tới làm việc chăm chỉ trong căn bếp nhỏ này chỉ để lấy lòng của cô theo cách chân thành và trong sáng nhất có thể nếu chân thành thì sao anh ta phải nói dối anh ta nghĩ cô sẽ thích anh ta vì anh ta nổi tiếng hay sao chứ <laughs> anh ta coi cô là ai hả không 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 phải vậy đâu cô cô chọn chút đó đó không phải vậy Được rồi, giờ thì cô cảm thấy rất tức giận Chà, tôi đã chuẩn bị xong rồi ừ, ừ, oh. ừ, Con nói rồi hả? Dạ con, con kể hết cho cô ấy nghe Nhưng tự nhiên cô ấy nổi giận đùng đùng Vậy hả? Chết rồi, con cung xuân Con cung xuân à Thật không ngờ Trời ừ. Mẹ ơi à. Ồ, Hà Duân à, mẹ sắp làm xong rồi đây nè, chuẩn bị về thôi. Mẹ sẽ đưa con về nhà ngay bây giờ. Trời ơi, mẹ đã kêu con về nhà mà ngủ rồi còn gì? Hôm nay con muốn nắm tay mẹ, cùng nhau đi về nhà, rồi mua bánh cá nhân đậu đỏ, giống như lúc trước. Được rồi, hôm nay chúng ta hãy làm vậy ha. Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh. Ồ, con mau đi đi, mẹ chờ con nha. Ừ. Nói chuyện một chút đi Sao bà tới đây Rốt cuộc tôi đã làm cái gì sai Mà cô lại làm như vậy với tôi <laughs> Nói thử xem nào Bà còn hỏi nữa sao <laughs> Bà đang say rượu hả ừ, Đúng vậy Thì sao Tôi uống sai gì không thể Chịu đựng nổi sự xúc phạm vô lý Và bất công này <laughs> Bà thấy bất công có nhiều như tôi đã thấy không? Tôi chưa bao giờ muốn ba cô phải chết, nhưng đó là cái đêm định mệnh không thể nào thay vậy đổi được. Lần là... này cũng là định mệnh của bà đó. bị cướp mất cháu nội và thằng bé giúp đỡ người ngoài chống lại bà nội của mình, đó chính là định mệnh của bà. Sao cô dám ăn nói như vậy với tôi chứ? Tại sao? <laughs> Nếu bà đã say rồi thì đi về nhà đi. Sao bà lại tới đây la mắng tôi chứ? Tôi đã chịu đựng bà rất nhiều rồi. Bà đừng hông dẫm lên tôi lần nữa. <laughs> cái đồ mất dạy này đừng có lợi dụng cháu trai <laughs> của tôi nữa trả hà lại đây nó là cháu của tôi trả cháu tôi lại cho tôi nó là cháu của tôi cháu của tôi Cháu! Cháu! anh hi à anh hi à Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ mẹ ơi, mẹ ơi tỉnh lại đi. Mẹ ơi, mẹ ơi.